tuần trước. Tập 4 vòng song đấu đã tìm ra chủ nhân của những tấm vé may mắn bước tiếp vào vòng trong. Anh thu mình trong sẽ tơ của em yêu anh nhiều để rồi nhận lấy đáng kể. Tuần này, các thí sinh lại tiếp tục so tài. Ngoài giọng hát và cá tính âm nhạc riêng, thì phong cách biểu diễn, ngôn ngữ hình thể cũng vô cùng quan trọng. Với lợi thế từ những vòng đầu, liệu rằng các thí sinh có tiếp tục giữ vững phong độ để tiếp tục đồng hành cùng chương trình? Và liệu rằng tấm vé chờ có phát huy công hiệu, đem lại may mắn cho các bạn thí sinh? Vì anh chưa bao giờ hy sinh những ước muốn. Rồi cam tâm mỗi ngày em, mỗi ngày mong anh thỏa giấc mơ. Anh đem bắt nhịp câu chế cho chàng, là chàng là bên nơi. Phong cách, cá tính âm nhạc, hai em đều có. Một câu, yêu. Hai bạn giống như là không thích bài này hay sao? Em không có niềm đam mê, cho em cơ hội coi như đem muối bỏ biển mà thôi. Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Tập 5 vòng song đấu chương trình Ai sẽ thành sao xin được phép bắt đầu. Quốc Bảo xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Ai sẽ thành sao mùa thứ 3. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long kết hợp cùng với công ty M&T Picture, và chúng ta có khung giờ quen thuộc để gặp lại nhau vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 vào lúc 21 giờ tối quý vị nhé. Và chương trình sẽ được phát lại vào trưa ngày hôm sau vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Và ngay bây giờ, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, thí sinh đã sẵn sàng, huấn luyện viên đã sẵn sàng, sân khấu và ban nhạc đã sẵn sàng. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để đến với tiết mục đầu tiên. Giống như mà em đi xem hội trăng rằm vậy. Biết nhau cũng bởi tâm
Trời ơi, phải nói là một tiết mục rất duyên, rất tình, phải không ạ? Một tràng pháo tay dành cho hai ca khúc Duyên Tình và Mấy Nhịp Cầu Tre. Dạ, kính thưa với bốn vị huấn luyện viên, như Quốc Bảo đã giới thiệu ở ban đầu cái tiết mục này, đội hình chiến thuật ở trong cái tiết mục trên sân khấu vừa rồi mà quý vị vừa mới theo dõi, đó chính là đội hình 1-2-1. Có nghĩa là hai thí sinh đơn sẽ đấu với một cặp đôi, đó chính là thí sinh Ngọc Luyến, Bằng Trường và cặp đôi Bảo Nam và Sa Lý. Vậy thì anh Quang Lê ơi, với cái phần trình diễn vừa rồi của bốn thí sinh, anh thấy sao ạ? Bảo Nam và Sa Lý em hát rất là ăn ý. Riêng Ngọc Luyến khi mà em hát chung với Bảo Nam á, anh thấy là em chưa thể hiện trọn vẹn chín chắn so với ba bạn còn lại. Còn Bằng Trường thì cảm thấy rất là ngạc nhiên khi mà từ một anh chàng hát chuẩn bolero
Bây giờ chuyển qua hát những bài hát dân ca quê hương. Quang Lê sẽ chúc mừng ba bạn, đó là Bảo Nam, Sa Lý và Bằng Chương. Xin được chúc mừng Bảo Nam, Sa Lý và Bằng Chương đã nhận được sự lựa chọn đầu tiên đến từ huấn luyện viên Quang Lê. Và Quốc Bảo rất là muốn lắng nghe sự chia sẻ đến từ huấn luyện viên Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc Đại. Xin mời anh chị. Quốc Đại lại nghĩ hôm nay Luyến tốt chứ. Hai người mà Quốc Đại thấy sự tiến bộ so với vòng trước, đó là Luyến và Sa Lý. Bằng Chương thì vẫn an toàn, phong độ giữ vững. Còn Nam thì có lẽ là hôm nay thì anh thấy ở Nam một cái sự là không tự tin lắm á. Và rõ ràng hôm nay Nam cũng vẫn chưa bộc lộ hết được cái khả năng em có. Xét về chung của tiết mục này thì anh cảm thấy là khán giả sẽ rất là thích và cảm thấy thoải mái, một tiết mục rất là nhẹ nhàng, giải trí. Một tiết mục hòa quyện và đồng điệu phải không ạ? Cảm ơn sự nhận xét đến từ huấn luyện viên Quốc Đại. Xin mời sự nhận xét đến từ huấn luyện viên Minh Tuyết. Xin mời chị. Thực sự cái tiết mục này thì nó không đủ để cho các em phô trương giọng hát đâu. Bốn thí sinh đứng trên sân khấu thì chị khen nhất là Bằng Chương. Từ cái lúc đầu khi mà Bằng Chương bước ra ngoài, cái mặt Bằng Chương diễn xuất, cho đến lúc mà khi cặp thứ hai xuống diễn, Bằng Chương vẫn đứng đây diễn với Sa Lý. Và Sa Lý thì cái vẻ ngoài của em đã xinh xắn, dễ thương rồi, em lại tự nhiên nữa, nên hai người nhìn rất là dễ thương theo đúng cái tinh thần cái bài hát này. Cho nên với tiết mục này thì chị khen Bằng Chương nhất và chị sẽ cho Bằng Chương cái tấm vé vào trong đầu tiên. Nói tới Nam đó, cái sự diễn xuất của em còn thiếu, nó không có cái sự tự tin. Riêng về Sa Lý thì em lại ngược lại với lại Luyến là trong câu hát của em cần phải control cái chữ của mình, gò một tí xíu, em hơi bị thả lỏng quá. Nhưng mà về cái sự diễn xuất hình thể thì em lại hơn Luyến. Hai em là giống như cộng hưởng lẫn nhau vậy đó. Thì đó là những cái mà chị đang muốn góp ý trong cái tiết mục này. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết. Ngọc Luyến hình như là có điều gì muốn nói, xin mời bạn. Dạ, cho em được nói đúng không ạ? Dạ, khi cái cuộc thi này mở ra, em đi thi để em kiếm tiền, em lo bệnh cho ba. Đáng lý ra là em đã dừng cuộc thi rồi, tại vì ba em mất rồi. Em cũng không muốn thi nữa. Thực sự thì đây là một thông tin rất là bàng hoàng, và thay mặt cho chương trình và tất cả quý vị khán giả, và đặc biệt là bốn vị huấn luyện viên, có bạn xin được chia buồn với bạn. Và cảm ơn bạn đã rất là dũng cảm, vẫn tiếp tục đồng hành cùng với Ai Sẽ Thành Sao. Vì vậy hãy dành cho cô gái nhỏ này một tràng pháo tay. Chị xin chia buồn cùng em ha. Có lẽ là cái nỗi buồn nó còn vương trên mình, cho nên trong cái bài hát này thì nó cần cái sự lúng liếng thì em hơi thiếu thôi, chứ không phải là mình không có. Nhưng mà đối với chị, bài nguyên một tiết mục này thì đúng là nó dễ thương, giải trí thôi, chứ nó chưa có thể mà bộc lộ hết cái tài năng của tụi em. Ở đây một lần nữa chị cho tụi em tất cả các cơ hội ở cả bốn đứa luôn. Cảm ơn chị. Xin được chúc mừng bốn thí sinh của chúng ta. Và chị cũng nhắn gửi tới Luyến. Tuy rằng ba mất, nhưng mà lúc đầu em hát cũng vì mục đích là ba. Cho nên là bây giờ ba mất thì cũng đã mất rồi. Mình buồn thì cũng đã buồn. Nhưng nếu mình có tiếng hát, mình có niềm đam mê, thì hãy cho mình một cơ hội và hãy mở lòng ra để cho mình được thoải mái. Luyến ơi, anh muốn góp ý với Luyến cái điều này. Khi mà em lên thi, em đưa ra một cái mục đích là vì ba em. Đúng, mình vì cha vì mẹ mình làm cũng được. Nhưng mà nếu như không vì cha mẹ, mình vẫn dấn thân tới. Có nghĩa là yêu nghệ thuật như một con thiêu thân, giống như anh. Anh yêu hát là vì nằm trong máu của anh rồi. Cho nên đưa ra cái lý do đó không thuyết phục anh. Có nghĩa là em không có niềm đam mê thì cho em cơ hội là vô nghĩa. Cho em cơ hội coi như đem muối bỏ biển mà thôi. Còn nếu như em nói với anh là em khao khát được hát, không hát được em buồn, nó là hai câu chuyện khác nhau. Ba em mất, anh chia buồn. Nhưng mà khi em vào cuộc thi này, cái lửa và cái đam mê phải có thì em mới thành công được. Nói tóm lại bây giờ, cặp Sa Lý và Bằng Chương đã được vào trong. Chỉ riêng Luyến là chỉ có được một vote của chị Cẩm Ly và của Quốc Đại. Còn cái vote cuối cùng là vote của chị. Chị muốn hỏi Luyến một lần nữa, em có đam mê ca hát không? Và em có muốn chiến đấu vì tương lai của mình hay không? Chị hỏi Lý nè, ba của em có thích em hát không? Dạ, anh rất thích ạ. Rất thích phải không?
Thì em nghĩ như thế nào nếu ba em đã không còn thấy em được hát và được tỏa sáng nữa? Chị nói nè, bây giờ Luyến chỉ nói với chị một câu thôi. Luyến muốn hát tiếp, Luyến muốn thực hiện ước mơ của Luyến thì Luyến có cái vote của chị. Còn nếu Luyến nói Luyến không muốn nữa thì chị sẽ không vote cho Luyến, bởi vì cái vote chị nó vô nghĩa. Thì Luyến tự hỏi bản thân mình có muốn đi tiếp nữa hay không? Dạ, chú Tường thì con xin lỗi chú Quang Lê. Bởi vì chú nói rất là đúng. Con cũng có đam mê ca hát, nhưng mà mục đích lớn nhất của con là sự hãnh diện của ba đối với con đó chú. Cái ngày mà ba con nằm bệnh viện, con về con nói ba ơi, ba ráng đợi con nha, sắp phát sóng rồi. Vậy mà con đâu có ngờ đâu, chuẩn bị cái tập thứ hai là ba con đi rồi. Và cái người quan trọng nhất trong câu chuyện bạn vừa mới kể đó chính là cha của bạn. Bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy thể hiện điều đó như là một món quà mà bạn luôn luôn chờ đợi, luôn luôn chắc chiêu từng giây, từng ngày để gửi tặng lên cho cha mình. Dạ, em muốn đi tiếp. Chị sẽ cho em một vé. Một cái hố tay dành cho Ngọc Luyến được không ạ? Và chắc chắn đây là món quà lớn nhất dành cho người cha quá cố của Ngọc Luyến. Và cảm ơn bạn rất là nhiều đã mang đến những cung bậc cảm xúc này trên sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao. Và chúng ta dành một tràng hóa tay cho tất cả 4 thí sinh đã có mặt trên sân khấu. Các bạn là những người xứng đáng để có mặt trong vòng sau của Ai Sẽ Thành Sao mùa thứ 3. Quý vị thân mến, và ở tập trước, tất cả quý vị khán giả cũng như là 4 vị huấn luyện viên của chúng ta chào đón sự xuất hiện của một chàng trai. Và đây được xem là chàng hot boy người Lào, vô cùng thư sinh, dễ thương. Và ở tập trước thì anh ấy đã có một món quà rất là thiết thực dành cho huấn luyện viên Quang Lê. Đó chính là những chiếc bánh da lợn. Và lần này quay trở lại sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao, anh ấy sẽ cùng kết hợp cùng với giọng hát Thanh Thức qua ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc Anh Chưa Từng Biết. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho Vong Sa Nha Tây và Thanh Thức. Mấy phút nữa chuyện tình mình sẽ khác quá đắn đo, vì đôi tay ta chưa từng buông, chưa từng buông. Ngày xưa ấy như nước hoa sau tai, anh sức cho ta thơm nồng dù quy giá những trắng lâu hương phai. Anh thôi quyền luyến ngọt ngào. Chưa từng biết anh đã yêu em, đã yêu em bao nhiêu, thế nên em không thể hiểu khi hôm nay đến anh hụt hẫng xa xa. Vì anh chưa bao giờ, chưa bao giờ hy sinh những rồi cam tâm mỗi ngày, em mỗi ngày mong anh thoa giấc mơ. Và sau bấy nhiêu điều khi bình hoa trước mắt, chẳng níu giữ một người, giữ một người phía sau thầm lặng. Vì anh chưa từng biết sông dưới em nhìn anh cây đắng quá đắng đo,
vì đôi tay ta chưa từng buồn. Ngày gian khó em đã luôn ở đây, thương anh như cá thiên đường để đến lúc yêu dấu theo gió bay, em mới cảm thấy vun vỡ. Hạnh phúc mây mai biến bao, vì anh chưa bao giờ, chưa bao giờ hy sinh những ước muốn, rồi cam tâm mỗi ngày em, mỗi ngày mong anh thỏa giấc mơ. Và sau bấy nhiêu điều, bấy nhiêu điều khi bình hoa trước mắt, chẳng níu giữ một người, giữ một người phía sau thương lòng, vì anh chưa từng biết. Anh chưa từng biết anh đã yêu em, đã yêu em bao nhiêu, vì anh chưa từng biết em đã yêu anh, đã yêu anh. Kính thưa quý vị khán giả, thực sự là một màn song đấu rất đẹp phải không ạ? À? Đẹp về thanh, đẹp về sắc và đẹp về cả cảm xúc nữa. Một tràng pháo tay dành cho cặp đôi Thanh Thức và Vong Xanh Nha Tây. Vong Xanh Nha Tây ơi, ngày hôm nay em có thực hiện một cái hành động quen thuộc là mang quà đến tặng cho huấn luyện viên Quang Lê hay là huấn luyện viên nào không ạ? À? À, hôm nay hết tiền, không có quà. Đầu tư cho tiết mục hết tiền rồi, cái áo đó chắc cũng phải cả triệu em hả? Nên hết tiền rồi, không có tiền để tặng quà cho huấn luyện viên nữa. Vậy thì với cái sự mộc mạc chân thành cho sân khấu của hai chàng trai này, các bạn sẽ nhận được những đánh giá nào? Đầu tiên xin mời huấn luyện viên Quang Lê ạ. À, hôm nay em chọn cái bài này là một trong những bài của Phan Mạnh Quỳnh, anh Lê rất là yêu thích. Cả hai em thể hiện rất tuyệt vời. Và chia sẻ với hai em là anh rất là thân với Phan Mạnh Quỳnh. Anh có số điện thoại nè. Và anh cũng đã xong ca với Phan Mạnh Quỳnh rồi nha. Dạ. Bài gì, bài gì? Trời ơi, vợ người ta, tôi hát với Phan Mạnh Quỳnh. Hát sao, hát nghe đi. Thôi mệt quá, bữa nay khát tiếp. Anh ơi, vậy thì anh thể hiện một cái đoạn nào mà anh thích nhất trong một cái ca khúc của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đi anh. Hát bây giờ, bây giờ. Chắc chắn là tất cả quý vị khán giả đang rất là muốn nghe ạ. Bữa nay là đang bị cảm nặng. Thì kệ nó, hát theo cảm nặng. Xin hứa là tập sau sẽ ca một bài luôn. Em nên nhớ anh Lê là hứa thật nhiều nhưng mà không có được thật bao nhiều, nhiều nha. Nói chung lại là anh nghe nhiều lắm nhưng mà anh không có thuộc. Diễn nhiên rồi, tại vì dòng nhạc đó không phải của mình. Diễn nhiên thì mình hết hồn hết thì mình sẽ khó thuộc đúng không? Hứa thật nhiều, quên thật nhiều, nhưng đâu trách Lê được gì đâu. Nói chung lại là hai em biết là cái mối thân thiết giữa anh với Quỳnh rồi đó. Thi này đâu nè, hai em đó đâu biết sự thân thiết đâu. Thì là biết Lê thân thiết nào. Bây giờ anh gọi Lê điện thoại à. Nè, có phải là Quỳnh trả lời một cái là tin liền luôn. Quỳnh ơi. Trời ơi bây giờ. Quỳnh ạ. À? À, em biết Quang Lê. Ủa, em không biết Quang Lê là ai hả? Ờ, chị xin lỗi, chị xin lỗi chị Cấp Phong. Trời ơi. Hãy nhớ là thôi không có bàn cãi nữa. Ừ. Bây giờ không có ăn thua một chút nữa. Nói chung lại là bây giờ là chỉ có hai lời khen thôi và hai em vô cùng xứng đáng để đi tiếp. Nhanh gọn xúc tích có kết quả liền,
Và chắc chắn hai bạn đã nhận được sự lựa chọn đầu tiên đến từ huấn luyện viên Quang Lê. Huấn luyện viên Minh Tuyết ơi, xin mời chị đưa ra ý kiến của mình. Nói chung là chị chỉ nói ngắn gọn như thế này. Đương nhiên là trong cái phần biểu diễn của hai em thì có cái ưu và cái khuyết, có chứ không phải là không. Nhưng bây giờ không chỉ đâu, vô đội mới chỉ chứ. Giờ chỉ là lời mất tiêu rồi. Cho nên chị nói như nè, phong cách, cá tính âm nhạc hai em đều có. Một câu, yêu. Đấy. Có nghĩa rằng đồng nghĩa hai em đã được hai cái vote của chị vào trong vòng trong rồi. Wow, xin mời chúc mừng Vong Thanh Nga Tây và Thanh Thức đã nhận được hai tấm vé để bước vào vòng tiếp theo. Nhưng chúng ta đừng quên lắng nghe những chia sẻ đến từ cặp đôi huấn luyện viên Cẩm Ly và anh Quốc Đại. Sao chị Tư ơi? Có nhiều khi khỏi nói để dành để dòng sao giật. Có vote không vote cũng vậy thôi, cũng vào. Cũng được vô không? Rồi. Không? Chắc dạ. Chắn rồi phải không em? Dạ chắc chắn rồi ạ. Hát ở trển mà anh Lê dưới đây anh quắn quýu hết trơn. Có hội đủ nhiều thứ lắm, chứ đặc biệt là về sân khấu, về phần nhìn. Còn phần hát thì vẫn còn một số cái cần phải chỉnh sửa, chị nghĩ là như vậy. À, nhưng mà bây giờ tụi em cũng đã hai vote rồi, bây giờ chị có vote không vote tụi em cũng vào rồi. Quan trọng là cái vòng sau á, chúng ta sẽ tranh đấu hay là như thế nào thì tính sau. Nói chung là cái vòng sau là chúng ta sẽ nhìn nhau hận thù vậy đó. Một lời tuyên kiến luôn, chưa tới vòng sau anh Quang Lê tuyên kiến sẵn luôn. Ok, chị chúc mừng không Thức. Không nhìn mặt nhau luôn. Chị chúc mừng Thức với tay tụi em, đó là vòng sau. Và vòng sau thì ráng cẩn thận nha em. Cố gắng mặc giáp nha. Chứ anh Lê anh chưa gì mà anh đòi xung trận rồi đó em à. Chúc mừng tay với lại Thức. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình rất xuất sắc. Cảm ơn các bạn. Kính thưa quý vị, thường thì người ta nói để quên đi được cái người mà mình đã từng yêu thương rất sâu nặng, rất dài lâu, chỉ có một cách, đó chính là ước. Mà ước cái gì ạ? Ước là chúng ta sẽ mất đi trí nhớ để không phải còn nhớ đến cái người đó nữa. Dù người ấy đi có quay trở lại hay không, thì người đã luôn yêu thì sẽ luôn chờ đợi. Và đôi khi chúng ta có thể chờ đến 10 năm, 100 năm. Và khi đã nói đến tình yêu rồi, chờ đến ngàn năm vẫn xứng đáng phải không ạ? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tôi Ngàn Năm Đợi với phần trình diễn song đấu của Kha Nguyên Thiện và Thanh Sang. Như mây tan giữa không gian.
tình yêu suy tư, cơn giấc nào lạc loài cuốn tình tôi qua đây, bay như loài cỏ dài khiến tình tôi lay hoay dấu đêm dài mệt nhoài. Đêm cô đơn muôn vì sao không tên, như đang bạn thật hiền thức cùng tôi thâu đêm, nhớ thương về một người khiến hạt mưa bay bay đêm nằm nghe hay hay. Quý vị, vừa rồi là phiên bản Tôi Ngàn Năm Đợi, một phiên bản bí ẩn, rùng rợn và rực lửa. Một trong các tay dành cho hai chàng trai của chúng ta. Wow, thực sự là một hình ảnh, một tạo hình cực kỳ ấn tượng. Và các bạn có thể chia sẻ chút xíu về cái concept mà tiệc nướng BBQ không? À, cái đó là ý tưởng của ai vậy ạ? Dạ, đó là ý tưởng của anh Minh Vy. Nữa. Một lần nữa. Người đàn ông ấy lại xuất hiện với những ý tưởng của mình. Vậy thì anh Minh Vy có truyền đạt lại với hai bạn là cái ý tưởng ba cái chảo lửa đó, nó có nói lên cái điều gì với cái ca khúc này không? Sau cái phần trình diễn của tụi em thì sẽ có một cái tiệc nướng BBQ dành tặng cho anh Quang Lê ạ. Trời ơi, tâm lý chưa kìa. Vậy thì bốn vị huấn luyện viên cảm thấy như thế nào về hai chàng trai? Xin mời anh Quốc Đại trước ạ. À. Anh mà được mặc bộ đó anh thích lắm, tại anh sẽ được xiết cái bụng anh lại. Anh nói như vậy là hình như anh Lê anh nhột nhột không? Không, anh Lê không có cần xiết gì trơn á. Anh Lê cảm thấy rất là tự hào với bờ eo của mình. Anh Lê ơi, anh Lê có chắc là anh Lê không cần xiết không? Bây giờ hỏi trên thế gian này có mấy người được bờ eo như em phải tự hào chứ. Đúng không? Nhưng mà lần đầu tiên trong chương trình Ai Sẽ Thành Sao chúng ta có một khái niệm mới. Thường là bờ vai, con này là bờ eo. Đọc là phải đọc cho trọn câu bờ eo Quang Lê thì mới có. À, khái niệm đầy đủ là như vậy đúng không chị? Từ điển là bờ eo Quang Lê chứ không có ai có cái bờ eo hết trơn. Lạ rồi, thì cái vòng eo thì mình sạc sạc được, còn là bờ eo là mình để tấp vô. tấp vô. Nói chung lại là có rất là nhiều ca sĩ hay hát đổi lời lắm. Em nói em cũng đổi lời vậy đó. Dạ rồi, và bây giờ chúng ta vào chuyên môn nhận xét sự thể hiện cùng với ca khúc Tôi Ngàn Năm Đợi của hai thành viên đang xuất hiện trên sân khấu ạ. Anh Lê ơi, mời anh nói trước luôn nha. Nói chung lại là về cái hình thể dàn dựng thì mình coi mình thấy là rất là chăm chú, nhưng mà cái sự mong đợi của mình á, mình lại cảm thấy là bị hụt hẫng hơn, không tạo cho người xem cái cảm giác là sướng và đã. Đây là một bài hát rất là quen thuộc, đã nghe rất là nhiều người hát rồi, nhưng mà cái hồn giữa hai bài hát này thì thật ra là Lê chưa tìm thấy, và về kỹ thuật khác cũng như thế. Cho nên là đối với Lê thì Lê chưa có được ấn tượng cho ca khúc này. Xin lỗi hai bạn. Cảm ơn. Và trước khi huấn luyện viên Quang Lê đưa ra quyết định cuối cùng của mình thì chắc chắn hai thí sinh đang rất muốn lắng nghe những nhận xét đến từ cặp đôi huấn luyện viên Quốc Đại và chị Cẩm Ly ạ. Quốc Đại nghĩ rằng là hai bạn phải làm được nhiều hơn như vậy nữa. Bởi vì xung quanh đã tạo cho các bạn rất là nhiều thứ, từ dàn dựng sân khấu, từ phục trang, rồi ban nhạc đánh bài này cũng tuyệt vời nữa. Vậy thì chị Tư Cẩm Ly thì sao ạ? Chương trình đã sắm cho mình hai cái bộ hoành tráng lệ quá, mà mình hát lên nó chưa được hoành tráng lệ đó. Những cái chảo lửa rồi cái trang phục, nó lại nó phải tạo hiệu ứng cho tụi em nhiều. Nếu tụi em đồng điệu với cái giọng hát tụi em nó cũng tốt như vậy luôn thì cái bài nó sẽ rất là hiệu ứng, nó sẽ sự cộng hưởng nó rất là tốt. Còn cái này mình có tất cả mọi thứ bên ngoài hỗ trợ, nhưng mà mình chưa thể hiện được đúng như cái ý đồ với lại cái bài hát đó, thì nó hơi đáng tiếc thôi. Xin được cảm ơn những chia sẻ của huấn luyện viên Cẩm Ly. Và ba vị huấn luyện viên đầu tiên của chúng ta vẫn chưa vội đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Vậy thì xin mời hai bạn hãy cùng lắng nghe sự chia sẻ đến từ huấn luyện viên Minh Tuyết. Xin mời chị. Thật sự thì chị nghĩ bài này cũng hợp với hai em chứ không phải không hợp đâu. Nhưng mà tại vì chắc lẽ là bản chất không tự tin lắm với cái bài hát này nên mình lại không có truyền cái lửa trong mình vào cái bài hát này. Nếu mà là chị mà chị đứng với bộ đồ đó rồi trên ba cái nồi barbecue ở trên đầu nữa, chị sẽ làm rất là nhiều thứ. Chị nói ví dụ như cái dạo giữa bài đi ha. Khi mà ban nhạc đánh, chị không nhớ cái melody nó là cái gì, nhưng mà đại khái là rùm rùm rùm. Thì cái váy, cái khoác này của em làm cái gì?
cái áo choàng của mình. Làm cái gì? Những cái đó là để những cái động tác mà cảm giác cho nó hùng hồn, nó tạo thêm cái hiệu ứng cho em. Như là hồi nãy Quyên cái màn ảnh đằng sau là Quyên một cái dòng lửa rất là đẹp, đúng không? Ví dụ một em có thể lên đang trên cao sáng lấp lánh như ngân sao trên trời. Tụi em phải có những cái như vậy nè, thì nó mới cảm giác là nó bao la, nó mạnh mẽ. Tụi em cứ đứng hát bình thường trong khi cái áo không sử dụng, mà nó có rất là nhiều thứ hỗ trợ cho cái bài hát của em. Thì đó là những cái chị góp ý cho các em. Còn nói về cái cách hát trong bài hát này thì vì các em không có cái lửa ra đó, cho nên các em chưa có tạo được cái hiệu ứng một cách tuyệt vời nhất để cho mọi người cảm thấy thích thú. Nhưng với chị thì chị thấy giữa hai người, Nguyên Thiện thì hát bài này có vẻ chuẩn hơn Thanh Sang về cao độ, cường độ. Thanh Sang thì khi em lên cái cao độ thì nó hơi bị chênh vênh một tí. Chắc có lẽ là chị sẽ xin lỗi Thanh Sang, chị lựa chọn Nguyên Thiện vào vòng trong. Một sự lựa chọn dành cho Nguyên Thiện. Và sự lựa chọn tiếp theo đến từ cặp đôi huấn luyện viên Quốc Đại và Cẩm Ly. Xin mời anh chị. Quốc Đại và Cẩm Ly đã quyết định là để Thiện chờ, vé chờ. Rất đáng tiếc với sự lựa chọn của huấn luyện viên Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc Đại, các bạn nhận được một phiếu chờ. Vậy thì đối với huấn luyện viên Quang Lê thì sao ạ? Cơ hội có mang đến cho Thanh Sang và Nguyên Thiện hay không? Xin mời anh. Và anh Quang Lê có một vé chờ duy nhất, đó là dành cho em Thiện. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã thấy được sự quyết định của các vị huấn luyện viên. Vậy thì Nguyên Thiện chúc mừng bạn đã nhận được một sự lựa chọn và hai tấm vé chờ đến từ các vị huấn luyện viên của chúng tôi. Và đối với Thanh Sang thì xin được chia buồn với bạn, bạn không nhận được sự lựa chọn nào hết. Bạn nhận được một tấm vé chờ của huấn luyện viên Quốc Đại và huấn luyện viên Cẩm Ly. Và điều đó đồng nghĩa với việc là bạn phải chia tay cùng với Ai Sẽ Thành Sao mùa thứ ba. Một tràng pháo tay dành cho Thanh Sang và Nguyên Thiện. Kính thưa quý vị, và tiếp theo ngay trên sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao sẽ là một ca khúc rất ý nghĩa, vô cùng dai diết. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Trò Đùa của Tạo Hóa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với phần thể hiện của cặp đôi Chí Huy và Thanh Trà. Mình không đến bao giờ, đời tôi rồi sẽ
gian là tiếng chê bai cười đùa xa lơ. Quý vị thân mến, và đó chính là cặp đôi Thanh Trà và Chí Huy. Ngày hôm nay ở vòng song đấu của Ai Sẽ Thành Sao mùa thứ ba thì chúng ta đã thấy được rất là nhiều câu chuyện tình được kể trên sân khấu. Và câu chuyện tình vừa rồi cũng là một câu chuyện tình khá buồn, kể về những thân phận sinh ra đã trái ngang nhưng họ vẫn khao khát mãnh liệt để sống đúng với bản thân của mình. Và bây giờ với phần thể hiện một ca khúc với chủ đề rất đặc biệt như thế và với hai giọng ca vô cùng cảm xúc trên sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao, điều này đã mang lại cảm xúc gì dành cho các vị huấn luyện viên? Đầu tiên thì Quốc Bảo xin mời huấn luyện viên Quang Lê ạ. Hôm nay cảm giác như thế nào đó? Lê thấy là Huy làm rất tốt. Còn Thanh Trà thì có một cái điều gì đó mà Lê chưa cảm thấy đã trong cách mà anh hát, từ cái cách mà anh phát âm và cách anh bung chữ nữa. Anh thấy là em vẫn chưa bung hết trong cái lực em ra. Cho nên là ngay bây giờ thì anh chỉ có một phiếu để mà bầu chọn đi vào. Đó là dành cho Chí Huy một phiếu vào. Và Thanh Trà thì anh cho em một phiếu chờ. Và đó chính là sự lựa chọn rất là nhanh chóng đến từ huấn luyện viên Quang Lê. Xin được chúc mừng Chí Huy với tấm phiếu an toàn đầu tiên. Và Thanh Trà ơi, bạn vẫn nhận được một tấm phiếu chờ đến từ huấn luyện viên Quang Lê. Chúng ta sẽ cùng đến với kết quả tiếp theo từ cặp đôi của huấn luyện viên Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc Đại. Xin mời anh chị. Cái kiểu của tụi em hát nó bị là giằng xé và đau khổ hình thể nhiều quá, hiểu không? Nếu mà cái tiếng nói mà mình để cho nó chạm đến người ta nhiều hơn, tụi em dùng cái nội tâm để nói, nó sẽ rõ ràng hơn và nó đi sâu hơn. Người ta sẽ cảm nhiều hơn là mình dùng cái hình thể bên ngoài. Tôi đau khổ giằng xé thì tụi em trong cái bài này tụi em làm cái đó hơi bị nhiều, hơi bị over một tí xíu so với chị. Nó thiếu cái độ tình cảm cho nên là chị chưa có cảm được cho lắm. Tụi em diễn nó cũng còn hơi vụng lắm. Đi qua đi lại rồi cái áo khoác vô Trà làm chị hết hồn. Chắc chắn là không thể nào bắt tụi em phải hoàn hảo được. Tụi em phải cần thời gian. Nhưng những cái nhỏ nhỏ đó, nếu mà sau này mình xem lại đó, thì mình sẽ tự điều chỉnh để mình lên. Ngoài cái giọng hát của mình thì mình còn phải đẹp trong cái hình thức. Và nên nhớ hát cái tiết chế của mình ở từng cái cảm xúc cho nó tốt. Cái nào cần bung là bung, cái nào cần ém là ém. Mà cái nào cần thỏ thẻ thủ thỉ, mình truyền cảm nó lại khác. Cho nên là ý chị nói mình hát cái gì cũng vậy, cũng phải cần từ cái nội tâm, cái từ tâm mình ra. Thì từ tâm nó sẽ đến từ tâm. Ok, cảm ơn em. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Quốc Đại và huấn luyện viên Cẩm Ly. Còn bây giờ, đối với tiết mục vừa rồi, chị Minh Tuyết ơi, chị thấy thế nào ạ? Chị thấy là xém chút xíu nữa cái cây cột nó bị bẻ gãy luôn rồi. Ông dịnh cái cột làm hết hồn á. Dằn xé mà dằn xé cây cột tưởng đúng tượng là cái cây cột nó gãy rồi. Xong rồi ổng qua ổng ngồi vô cái ghế, ổng hát cái câu gì cuối cùng mà ổng là với một cách rất là tưởng sắp giết cái anh nội anh kế bên luôn rồi. Coi như là diễn tả nó hơi bị nhiều quá. Còn nếu về cách hát thì chị chỉ khuyên hai em là khi mà mình hát á, những cái đuôi câu á, tụi em phải giữ vững nó. Tụi em hát những câu đầu nghe vô được lắm, đuôi câu bị tuột hết. Giống như là cái vai diễn mà em xả ra quá sớm vậy đó. Xong cái câu rồi thì mình mới bắt đầu mình hát tiếp cái câu khác. Chứ tụi em chưa gì hết, tụi em đã thả lỏng nó rồi, thì cái câu của mình nó sẽ không được tròn trịa. Ha. Đây cũng là một ca khó. Với chị thì chị thấy hai em đều có cái khuyết của mỗi em cho cái bài này hết. Cho nên với chị chắc chị cho hai em hai vé chờ. Hiện tại thì Chí Huy đang nhận được một tấm vé, đó chính là một tấm vé an toàn và một tấm vé chờ. Còn Thanh Trà đang nhận được tất cả là hai tấm vé chờ. Yếu tố quyết định còn lại thuộc về huấn luyện viên Cẩm Ly và Quốc Đại. Và kết quả sẽ là... Quốc Đại và Cẩm Ly quyết định là Huy được vào tiếp. Xin được chúc mừng Chí Huy. Một vé chờ cho Trà.
Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã nhận được kết quả đến từ 4 vị huấn luyện viên. Chỉ Huy chúc mừng bạn đã đi thẳng vào vòng 2 của chương trình Ai Sẽ Thành Sao. Và rất là tiếc cho Thanh Trà, bạn nhận được 3 tấm vé chờ. Và một lần nữa chúng ta dành một tràng pháo tay chúc mừng cho hai chàng trai với ca khúc Cho Đùa của Tạo Hóa. Xin được cảm ơn các bạn. Có thể cho em xin chia sẻ tí xíu không ạ? Xin mời Huy ạ. Dạ. Hôm nay thực sự ca khúc này phần nhiều là Trà giúp đỡ cho em rất là nhiều để hiểu được thêm về bài hát. Dù là thời tiết như thế nào, lúc này Sài Gòn mưa nắng nhưng hai đứa vẫn gặp nhau để tập với nhau. Xin cảm ơn Trà. Cảm ơn một tình bạn rất đẹp trên sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao. Và như Chí Huy cũng có nói là dù kết quả như thế nào thì hai bạn vẫn nắm tay nhau. Và ngay bây giờ xin mời Chí Huy nắm tay của Thanh Trà đi vào phòng chờ, vì chúng ta còn chờ sự quyết định cuối cùng đến từ 4 vị huấn luyện viên dành cho Thanh Trà. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị, và sau khi kết thúc vòng song đấu, một lần nữa các bạn xin được gửi lời chúc mừng đến những thí sinh đã nhận được những tấm vé an toàn để đến với vòng thi tiếp theo của Ai Sẽ Thành Sao mùa thứ 3. Và hiện tại trên sân khấu là những gương mặt nhận được những tấm vé chờ đến từ 4 vị huấn luyện viên sau 2 vòng song đấu. Chắc chắn các bạn đang rất là hồi hộp, đang rất là chờ đợi và nóng lòng, không biết chúng ta sẽ tiếp tục được đi tiếp với chặng đường của Ai Sẽ Thành Sao hoặc sẽ phải chia tay trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ sẽ không để cho tất cả mọi người chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với kết quả từ các vị huấn luyện viên. Và huấn luyện viên Quang Lê sẽ là người đại diện đưa ra sự lựa chọn cuối cùng sau khi đã họp với 3 huấn luyện viên còn lại. Và ngay bây giờ xin mời huấn luyện viên Quang Lê. Cảm ơn các em đã đến đây, vì đối với anh Lê là vào đây được là các em đã làm quá tốt rồi. Và bây giờ sau khi mà chúng tôi 3 huấn luyện viên còn lại đây, chúng tôi đã ngồi và đã nói chuyện cũng như là đã phân tích rất kỹ để đưa ra 3 thí sinh đi vào tiếp. Đúng ra chúng tôi chỉ có quyền đưa chỉ 2 bạn thôi, nhưng vì day dứt trong lòng như thế nào ấy đã quyết định đưa thêm một bạn vào nữa. Đầu tiên, sẽ đi tiếp vào, đó là Công Minh và Thu Uyên. Xin chúc mừng hai bạn. Xin mời các bạn bước lên phía trước một bước. Các bạn là những thí sinh an toàn đầu tiên để có mặt trong vòng thi tiếp theo của Ai Sẽ Thành Sao. Và hiện tại trên sân khấu của chúng ta còn tất cả là 7 thí sinh đang chờ đợi kết quả của mình. Tấm vé quý giá đó sẽ thuộc về thí sinh nào? Xin mời huấn luyện viên Quang Lê. Kế tiếp, chúc mừng Ngọc Vàng. Xin được chúc mừng. Chúc mừng bạn. Và một cơ hội duy nhất, cảm thấy rất là đau lòng khi mà nói, tại vì các em còn lại đây anh thấy ai cũng làm rất là tốt, nhưng mà chúng tôi chỉ đưa ra một quyết định nữa thôi. Và xin lỗi những em mà không được vào, anh vô cùng xin lỗi. Và một phiếu duy nhất, chúc mừng Thanh Trà. Xin chúc mừng Thanh Trà. Bạn là thí sinh nhận được cơ hội cuối cùng. Và điều đó đã mang đến cơ hội sự xuất hiện của 4 bạn thí sinh trong vòng tiếp theo, đó chính là vòng chọn đội của Ai Sẽ Thành Sao. Xin được chia buồn với những thí sinh còn lại và cảm ơn các bạn rất nhiều đã mang đến sự nhiệt huyết của mình tuổi trẻ và những phần trình diễn rất tâm huyết ngay trên sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao. Và ngay bây giờ các bạn xin được trân trọng kính mời 4 vị huấn luyện viên sẽ cùng tiến lên sân khấu để chia sẻ khoảnh khắc này với các thí sinh của chúng ta. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy thì chúng ta đã xác định được những gương mặt xuất sắc để xuất hiện trong vòng chọn đội ở tuần tiếp theo của chương trình Ai Sẽ Thành Sao. Quý vị và các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến vô cùng hấp dẫn, căng thẳng và gay cấn vào khung giờ quen thuộc trong chương trình Ai Sẽ Thành Sao, 21 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và sẽ được phát lại vào trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 vào lúc 13 giờ. Xin thưa quý vị và các bạn, Ai Sẽ Thành Sao được phối hợp thực hiện bởi đài truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty MNT Picture. Và bây giờ Quốc Bảo, 4 vị huấn luyện viên và những thí sinh của Ai Sẽ Thành Sao xin chào và hẹn gặp lại ở tập sau.
kết thúc vòng sông đấu, xin chúc mừng các thí sinh đã xuất sắc giành quyền bước tiếp vào vòng trong. Với sự xuất hiện của tấm vé chờ đã giúp các thí sinh có thêm một cơ hội nữa đồng hành cùng với chương trình. Tuần sau, tại vòng chọn đội, các thí sinh sẽ trình diễn một ca khúc mà mình yêu thích nhất. Huấn luyện viên sẽ bấm nút chọn thí sinh về đội của mình. Nếu có từ 2 huấn luyện viên trở lên bấm nút chọn, thì thí sinh có quyền chọn lại huấn luyện viên mà mình yêu thích. Anh ơi nhớ nhé, hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắng đuối. Người ơi, ở phương trời rất xa. Người ơi, bao tiếng cười cùng mai. Vầng trăng đi theo ta từ trước mơ về phía em. Khi thuyền đến nơi, nàng có trông thấy ta kêu vang thiết tha. Em vẫn cứ xa chốn lạ. Không chạm được đến trái tim của chị mà để chị chạm tay vào nút bấm, bấm cho em. Nếu như mà anh không chọn em về đội thì anh cảm thấy rất là phí. Anh chọn em, rất mong là em sẽ chọn về đội của anh và chị Cẩm Ly. Tập tiếp theo của vòng chọn đội sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2019 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào hôm sau lúc 13 giờ thứ hai ngày 22 tháng 7 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.